Người vợ yên vui nơi giàu sang nhung gấm lụa là. Một mình tôi mang bao sầu đau thao thức đêm đêm, chờ đợi tình ai mong ngày mai em sẽ quay lại, để mối duyên xưa cùng tôi xây đắp duyên tình. Chào mừng quý anh chị và các bạn, chúng ta đến với kênh của Audio Thuần Nguyễn. Và trước mặt chúng ta đây là bàn mixer Yamaha M10 bản Pro mới, bản mới nhất của năm 2021. Thì quý anh chị các bạn cũng đã thấy bên Audio Thuần Nguyễn review rất là nhiều bản M10. Đầu tiên là bản M10 USB, đến nữa là bản M10 2021, và sau cùng đây là bản Pro. Thì dòng mixer này nó còn có 100 chế độ reverb, echo, delay đầy đủ, tích hợp luôn Bluetooth và nguồn 48V. Rất là tiện lợi, tiện dụng cho anh em như là kết nối dàn âm thanh karaoke gia đình, âm thanh nhạc sống, lưu động sân khấu ngoài trời, các kiểu rất là ok. Và là hát thu âm live stream cũng rất là mạnh mẽ luôn. Nếu như anh chị các bạn chúng ta nhà mà giọng chúng ta yếu và giọng chúng ta không được khỏe thì chúng ta nên chọn mixer, bởi vì mixer nó sẽ có tăng độ dày độ mỏng cho tiếng hát và độ dày độ mỏng cho tiếng nhạc rất là hay. Mixer là bàn trộn âm thanh chuyên nghiệp giúp cho chúng ta trộn âm thanh hòa quyện với nhau một cách chuyên nghiệp hơn. Con này nó có 8 cổng mic Canon và 8 đường mic 6 ly và 4 đường stereo mono. Rồi nó có ngõ ra sub và ra main riêng biệt ha. Quý anh chị các bạn nào mà chúng ta mua hàng chưa biết sử dụng thì vui lòng gọi kết bạn Zalo với số điện thoại bên dưới của Audio Toàn Nguyễn. Khi anh chị các bạn chúng ta cần tư vấn thì bên em sẽ gửi những clip test âm thanh, những clip mẫu và nhiều mẫu mixer khác để cho quý anh chị và các bạn chúng ta tham khảo. Thứ hai nữa là khi mua về nhà chưa biết sử dụng thì chúng ta gọi trực tiếp video qua Zalo cho bộ phận kỹ thuật bên Audio Toàn Nguyễn hướng dẫn cho anh chị các bạn cách sử dụng và cách kết nối sao cho nó hiệu quả nhất ha. Ở đây thì em chỉ giới thiệu sơ tổng quát về con mixer thôi. Rồi anh chị các bạn nào chúng ta quan tâm thì hãy gọi số điện thoại bên dưới để nhân viên kỹ thuật bên em sẽ hướng dẫn và tư vấn chi tiết hơn cho quý anh chị và các bạn. Thật ra anh chị các bạn nhìn thấy nó nhiều nút nhưng mà nó rất là dễ kết nối nếu như chúng ta hiểu về nguyên lý của nó. Thật ra thì nó rất là đơn giản thôi. Nhiều nút, nhiều like, có nghĩa là nhiều like thì nó sẽ nhiều đường mic. Anh chị em nhìn thấy mỗi một đường micro thì nó chỉ có một đường chỉnh thôi. Chúng ta sử dụng đường này thì chúng ta chỉnh một đường này thôi. Thì nó cũng không có cái gì là rầm ràng nhiều, là để chúng ta sử dụng nhiều như là đàn, trống, sáo, các kiểu này kia, hoặc là sử dụng nhiều ngõ mic đó. Rồi ok, cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Hãy vui lòng gọi cho bên Audio Thuần Nguyễn số điện thoại bên dưới, hãy kết bạn Zalo để bên em sẽ gửi nhiều mẫu hơn cho quý anh chị các bạn tham khảo ha. Rồi bây giờ sẽ test một đoạn âm thanh cho quý anh chị các bạn chúng ta tham khảo về chất âm và chất lượng của con này. Rồi cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều ạ.